Hôm nay bất động sản Huế sẽ gửi đến quý vị cùng các anh chị một lô đất ở rừng phòng hộ Hương Thủy. Đây là một lô đất rộng và hơn 1 hecta, có giá là từ 600.000 một mét. Và đây là con đường tránh, một cái vành đai, một con đường vành đai của thành phố Huế. Và cái chỗ này là chỗ đặc biệt nên chỉ dành cho những ai thực sự quan tâm về đất, dành làm cho trang trại hoặc là xây các mồ mả, chứ không xây được nhà, không làm một cái công việc ngoài hai mục đích đó. Và hạ tầng đi vào cũng khá đẹp, điện đường đi vào cũng khá là chỉnh trang. Lô đất chúng ta đang đi đến đây là để dành cho làm trang trại, và cái lô đất kế tiếp sẽ dành cho xây các mồ mả và nơi yên nghỉ. Đây là con đường đi vào cũng khá ổn theo cái địa hình làm trang trại. Là con đường đi vào và cái ranh giới lô đất của chúng ta đang, quý vị anh chị em nào có quan tâm thì nằm dọc cái con đường này và lên cái tiền đồi này, máy bất động sản thì sẽ di chuyển xuống dưới để anh chị có quan tâm thì hình dung được việc thì cái đồi đất mà đang muốn giới thiệu cũng đến quý vị cùng anh chị. Nếu có yêu cầu gì, đây là đất cũng có thể là mở trang trại hoặc làm những công việc khác thì chưa xây cất nhà cửa được. Đây, cái lô đất của chúng ta đã có khuôn viên, đi lui sau kia cũng khá xa và lên cái khu vực này. Và ống kính bên bất động sản thì đang di chuyển vào một lô đất diện tích với gần 4 hecta, cũng là để dành làm chỗ nơi yên nghỉ. Và cái lô đất đó nằm trong một cái cánh rừng đang được trồng cây cũng khá đẹp. Vì là lô đất cũng rất rộng, với cái nội dung như thế này thì cũng không có gì để mà quay nhiều, quay kỹ. Riêng video clip này có thể nói là có sự khác biệt
của những video clip khác. Đây có thể cái số lượng đất bạn đến là 1 hecta hoặc là 3 hecta, cũng tùy cái người sử dụng. Khi nào có chưa đăng ký thì không quên đăng ký kênh Bất Động Sản Huế. Xin cảm ơn.